Fox Ferry in Rating Scripture Thần Tiên trên núi Côn Lôn. Xiên Sen Yazi nói thần chú. Ánh sáng vàng và những đám mây tốt lành xuất hiện. Những bông sen khác nhau được trồng trong ao bạch ngọc. Yun Tai Jing Xiên để tóc trắng. Giữ một mã thông báo để trừng phạt thanh kiếm độc ác. Đội một chiếc vương miện kẹp tóc bằng vàng một cách chắc chắn. Kaisia nổi trên bàn chân của cô. Cúi xuống như trăng rằm. Đang chuyển ca đi. Mọi người đang theo dõi. Phang Seo Gót Xin Quét Xiên. Tiên cáo vốn là một vị thần cổ đại. Hậu duệ của người giám hộ phàm trần của thiên đường. Ánh trăng cưỡi mây đến tận chân trời. Quan sát cái thiện và cái ác của mọi người trên thế giới. Y Linh vốn rất sợ căng tai. Thoải mái như một ngày vui. Tìm kiến thức là đóng cửa. 5-6 tên trộm bị cuốn theo. Mỗi nghiêm túc như một ảo tường. Rồi hiểu lầm là ảo tường. Anh ta không báo cáo với hoàng đế và đất nước cho các bộ trưởng của mình. Không hiếu cho con trai, mà không tốt cho cháu trai. Nếu bạn không tôn trọng thầy và cách, mọi điều ác đều kéo theo bất hạnh. Vì lòng tham mà lừa gạt tranh giành cho đến chết. Ngã ba đường không thấy trời. Vì vậy, không có kết thúc của luân hồi. Nó đau khổ và ngọt ngào. Anh ta đã phạm nhiều tội lỗi trong cuộc đời mình. Sự bất bình được báo cho nhau. Ngày nay họ đang bắt nạt những người nghèo và những người yếu thế. Quay lại và rơi xuống sông Nia trong nháy mắt. Không biết từ bao giờ thôi thúc người ta già đi. Tại sao quá tham lam? Không có của cải trên đường hoàng tuyền. Thiện và ác được tái tạo ở phần đầu. Một cốc hoàng thổ cô đơn mồ mả. Phàng Huy từng là người quá nghiêm túc. Những người đàn ông có năng khiếu và phụ nữ xinh đẹp có xu hướng già đi. Hoàng Lien là một bằng chứng trong mơ của tiền nhân. Trong quá khứ tôi không quan tâm đến nó. Hãy suy nghĩ kỹ về nơi ở là sự thật. Đây là cơ thể giống nhau của tất cả chúng sinh. Tất cả nên được đánh thức với sự trống rỗng. Mái tóc trắng rung nhẹ để xưng là Miaodi, cáo thần chín đuôi cứu nguy cho đám đông. Người thân của các tầng trời và vua chúa. Ba đông dinh xiên lia yêu tang, nâng nắm tay và cùng nhau lắng nghe câu hát. Vui mừng vì sự tin tưởng và sở hữu vô bờ bến. Chương bình luận của Fox Fairy Empress. Đừng giết người, trời và đất cùng chuyển động trong một tinh thần. Vũ trụ dài dài, thế giới không nhận ra rằng không có gì cả. Làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm. Rốt cuộc là sao vậy? Nhân sâm không khí màu bị vỡ thành một bức tranh tốt. Quy y đạo huyền phong. Cố gắng hết sức để được nhân từ và can đảm. Ferman có một con đường và số phận bất từ. Có hai mối liên hệ giữa trời và đất. Nếu có chúng sinh có thể cảm nhận được hạnh phúc và bình yên, đó không phải là một tội nhỏ, một tường đã trở lại địa ngục. Không có sự khác biệt giữa tổng số cổ phiếu nắm giữ tối đa. Hạnh phúc khi thoát ra khỏi cạm bẫy. Hoàng Lương mơ mãi, nhận biết ảo ảnh và sự thật trong cuộc sống. Suang Gyuan chỉ con đường bất tử, đạo trong sáng, hư ảo mà có cội nguồn. Các sức mạnh kỳ diệu là rộng lớn và vô tận, chuyển hóa ngũ hành từ trái tim. Có thể nhận ra điều đó thật dễ dàng để hoàn thành. Fason đã đến Xiên Du, tôi hy vọng tất cả chúng sinh được giác ngộ. Vĩnh viễn là tiên hồ ly không phải đồ đệ. Hát King of Fox Fairy Inner Alchemy ba báu vật của cơ thể. Jing Chi Sen nói, sống bằng hình thức, tinh luyện linh hồn và tâm hồn. Dù cơ thể mệt mỏi, gốc của đại lộ, đi ra khỏi cái xuân và đi vào cái tâm, thực sự trộn kỹ lưỡng. Đêm đan thiên thật ấm áp, không khí và biển ở nhiệt độ phòng. Đem rồng hóa hổ, thoát khỏi ám ảnh bởi sự tức giận. Điền vào hàng rào bảo mật, thời tiết luôn luôn mới. Tuyệt vọng, cuốn trôi mây trôi, Jin Jan Yêu Liên, thay vào đó, hãy tìm kiếm tất cả các thi thể. Trồi vàng Bais, hỗ trợ môi trường và siêng năng, ở mặt và kéo dài tuổi thọ của bạn. Đến trường xuân, được bảo vệ về mặt tinh thần, tinh tế và chất phác, công việc đã hoàn thành.
Đó là một vị thần tiên với biển đắng, tổng số mê cung